nha. Giờ là mình ăn bánh xèo. Hồi nãy giờ là ngoại đồ bánh xèo, mình đi làm về ngoại đồ bánh xèo, ngoại cho mình mấy cái rau, nước mắm. Xà lách, lá xoài, mình cũng bánh xèo này, lá tí tôm. Đưa là gì đó, lá xèo. Lá dừng, mình thiếu lá cốc, có lá cốc chứ không. Bự luôn. Mắm lần ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay. Bánh xèo ngon là do nhờ rau, nước mắm. Bánh xèo thì bột, thịt thì cũng thường thường hết. Ngon, ngon là thứ nhất. Thứ hai mình đi làm ngày đói, mà có người cho mà cũng vui mừng. Thứ hai luôn nè, thank you.
có ấy liền. Cứ để cho nó rút và cái dầu vô cái nó khô cái bánh lại cái lấy ra. Giòn. Nó mới ngon. Chứ mà dở ra cái lấy liền bánh như nhặt. Quá ngon rồi. Xinh đẹp. Vậy đó, cho nên nó cốc cái bìa lên cái tôi lấy ra. Nhìn gọn lẹ. Dưới cũng còn hơi mềm. Chưa giòn lắm nha. Ừ. Một cái. Chuẩn bị cái thứ chụp hai. Chụp lớp mâm nè. Quay trước đi. Ta chụp sao. Dưới dầu vô lăn đều qua. Giá bột một cái vậy đó. Chảo là một giá bột hả? Giá một. Nhiều quá nó dày quá ha, là không nó dày quá ăn không ngon. Ngon ngán. Ừ. Cái nào hả? Hơi xíu xíu chim chim vô miếng mấy cái lỗ vậy đó. Chào tròn ngon. Rồi, bỏ thịt vô liền. Qua dịch qua nè rồi bầm miếng rồi cái rồi còn kho ăn sáng giờ vậy đó, chia chia nha cái đâu có ăn chứ là bánh xèo ngon vậy bò rau rồi này nước mắm ra quá ngon chưa khô ha chưa làm chưa cực làm ăn ăn ngon chú mua 15.000 cái đó ở dưới quê á 15.000 vẻ có hai con tép với miếng giá à, chứ không có được như vậy đâu. Vàng ướp luôn. Qua đây. Để chảo, cái nữa nha. Chảo này chiên nó không có sao dầu. Nó dính mà. Bây giờ rồi, nó dính rồi bếp ga rồi như xưa. Chưa chiên cái củi thấy mồ. Củi. Với hai nữa chú biết làm sao? Chiên cái bánh rồi ha, mình cầm mình ăn nó dính tay khô tùm lum tùm lum. Dầu có nhiều. Còn giờ cái bánh nó khô mình cầm cho nó ra cho. Dạ. Tiếp tục để nắp lại rồi đợi một phút qua bây giờ nhưng mà mình xào trước rồi sao dịch đồng cái xào hôm qua luôn mình chiên chậm ăn á chứ để nó sôi hết rồi cái dầu này cái bánh nó giòn nó khô hết dầu khô cái dịch nó tóc lên rồi. Thank you.
ra ánh sáng, bánh xèo đã ra ánh sáng. Đấy, trong nhà tối quá, đẹp đẹp ghê. Bây giờ ăn bánh xèo. Xèo ngon không Dẹp? Ngon không? Rồi bây giờ tới ai? Tới thầy ăn ha. Bây giờ mình ăn bánh xèo rồi các bạn ơi.